quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyễn Xuân Phúc về việc Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm luật đặc khu bằng ngoại giá. Thời thế mới có các mô hình đặc khu sẽ như thế nào? Có mô hình nào cho chúng ta để áp dụng để tìm ra động lực mới tăng trưởng kinh tế của đất nước hay không? Việt Nam có cần luật đặc khu kinh tế không? Báo Thanh Niên hôm 17 tháng Giêng dẫn lời của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại một cuộc họp tổng kết Ban Kinh tế Trung ương. Tờ báo cũng nói ông Phúc nhắc lại hai cuộc biểu tình bạo loạn chống phá trong lần chính phủ trình luật đặc khu và diễn ra nguyên nhân là do chưa làm tốt công tác truyền thông, có nhiều sơ suất. Giờ chúng ta cần tiếp tục làm, nhưng mô hình trên thế giới, những khu kinh tế, công nghiệp là những mô hình cần nghiên cứu. Ban Kinh tế sẽ giúp cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như phối hợp cùng chính phủ để phối hợp xử lý vấn đề. Ông Phúc được trích lời. Phát ngôn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là tín hiệu cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ mục đích thông qua luật đặc khu, luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Sau khi dự luật này từng bị công luận phản đối kịch liệt hồi tháng 6 năm 2018. Đồng thời, việc ông Phúc quy kết việc người dân xuống đường phản đối luật đặc khu là biểu tình bạo loạn chống phá, cho thấy nhà cầm quyền sẽ mạnh tay trấn áp biểu tình thời gian tới. Hồi trung tuần tháng 12 năm 2019, báo VN Express đưa tin mập mờ rằng ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói rằng tỉnh này đề nghị Thủ tướng cho phép dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong cho tới khi luật đặc khu được thông qua. Tuy vậy, lãnh đạo tỉnh lại xin phép được điều chỉnh quy hoạch chung xây khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030, theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của khu kinh tế Vân Phong. Điều này khiến luận dấy lên lo ngại rằng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đang che đậy thực tế xây dựng đặc khu bằng tên gọi khu kinh tế Vân Phong. Theo kế hoạch ban đầu, luật đặc khu sẽ dọn đường cho Vân Phong, Bắc Vân Phong thành các đặc khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Ngày 10 tháng 6 năm 2018, hàng ngàn người dân Việt biểu tình ở Sài Gòn, Hà Nội, Biên Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận chống hai luật đặc khu và luật an ninh mạng. Sau đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ rút lại dự luật đặc khu nhưng vẫn thông qua luật an ninh mạng. Nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài đã phân tích những thất bại có thể nhìn thấy nếu nhà cầm quyền Cộng sản vẫn cứ tiến hành. Những con buôn nhóm lợi ích trong Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là kiếm được những khoản lợi khổng lồ qua những vụ thổi giá đất lên hàng ngàn lần tại Vân Phong và Phú Quốc. Các báo nhà nước thời gian qua cũng tường thuật việc nhiều người Trung Quốc đổ tiền mua đất tại những nơi này để đón đầu luật đặc khu. Theo ước tính, để có thể phát triển ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần số tiền khổng lồ lên tới 70 tỷ đô la. Riêng đặc khu Phú Quốc sẽ được các tay đầu tư mở sòng bài khu nghỉ dưỡng đổ ra 41% số tiền. Các nhà phân tích đều cho rằng phần lớn các đặc khu kinh tế vừa kể chỉ có thể lôi cuốn được các tay tư bản đầu tư sòng bài và khu nghỉ dưỡng, khó lòng lôi được những nhà đầu tư kỹ thuật cao. Tài khoản quyên tiền phúng điếu của cụ Lê Đình Kình bị Vietcombank phạt. Sáng ngày hôm qua 17 tháng 1 năm 2020, Ngân hàng Vietcombank phong tỏa số tiền hơn 500 triệu đồng của khoảng 700 cá nhân gửi vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Hạnh ở Hà Nội dùng để phúng điếu cụ Lê Đình Kình mà không nêu rõ. Ông Lê Đình Kình là người đã thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa công an và người dân ở xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội hôm 9 tháng 1 vừa qua. Bà Hạnh thuật lại vụ việc qua điện thoại như sau. Sáng tôi ra lĩnh tiền thì họ loay hoay rất là lâu, họ gọi điện đến chỗ nào chỗ kia rồi họ mới trả lời mình là tài khoản của chị đã bị phong tỏa. Hỏi nguyên nhân vì sao thì họ không trả lời. Đấy là ngân hàng Vietcombank chi nhánh ở đường Thái Thịnh, số tiền khoảng 524 triệu đồng. Phóng viên của chúng tôi có gọi điện cho ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương để hỏi về vụ việc. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng từ chối cung cấp thông tin, lấy do là bảo mật thông tin khách hàng.
trước đó. Nhưng mà Trịnh Bá Phương, người viết trên Facebook cá nhân, kêu gọi người dân gửi tiền phúng điếu cho gia đình cụ Lê Đình Kinh, 84 tuổi, một thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, bị cảnh sát cơ động bắn chết trong một vụ đụng độ rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Hàng trăm người đã gửi tiền vào một tài khoản khác của bà Nguyễn Thúy Hạnh, người điều hành quỹ 50K, chuyên dụng giúp đỡ những tù nhân lương tâm đến khi xảy sự việc. Nhận xét việc này, bà Hạnh cho rằng bà không phải là tội phạm. Việc phong tỏa tài khoản ngân hàng của bà là việc làm trà đạp lên nhân quyền. Và đây còn là số tiền để phúng điếu một công dân vừa mới qua đời. Năm 2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cũng đã từng phong tỏa tài khoản với số tiền 50 triệu đồng của tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng đã qua đời năm 2019 theo lệnh của Bộ Công an. Đến năm 2015, sau nhiều lần phản đối, Ngân hàng Vietcombank buộc phải trả lại số tiền này cho ông Nguyễn Thành Giang. Theo Nghị định số 64/2001/NĐ-CP thì tài khoản tiền gửi phong tỏa là tài khoản tiền gửi thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ khi thỏa thuận giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Vụ đụng độ giữa công an và người dân Đồng Tâm vừa qua liên quan đến một lô đất tranh chấp đang gây chú ý trong dư luận. Theo thông báo của Bộ Công an, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ đụng độ và hơn 20 người khác bị khởi tố với các tội danh giết người, chống người thi hành công vụ, sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép. Sáng 17 tháng 1, mạng xã hội lan tràn tin một tài khoản hơn nửa tỷ đồng tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kinh do khắp nơi gửi về đã bị Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, gọi tắt là VCB, phong tỏa. Vietcombank chưa lên tiếng về cáo buộc này. Ông Trịnh Bá Phương, người trực tiếp kêu gọi việc quyên tiền phúng điếu cho cụ Kinh, cho chúng tôi biết qua điện thoại. Đây là số tiền do gần 700 người gửi về đóng góp chỉ trong vòng vài ngày qua. Có rất nhiều người liên hệ và muốn gửi phúng điếu hương hoa lên hương hồn cụ Lê Đình Kinh. Ngay sau đó, tôi đã trao đổi và được gia đình đồng thuận và sẽ đứng lên nhận giúp số tiền phúng điếu này, sau đó sẽ chuyển đến cho gia đình. Tôi nhận được sự trợ giúp của cô Nguyễn Thúy Hạnh vì cô có tài khoản Vietcombank cá nhân chưa sử dụng và muốn dùng tài khoản này để mọi người có thể gửi tiền đến phúng viếng cụ Kinh dễ dàng hơn. Nhà của tôi và nhà cô Hạnh đều bị công an canh giữ suốt 8 ngày qua, cho mãi đến tối 16 tháng 1 năm 2020, tư an mới rút đi. Do vậy, đến sáng ngày 17 tháng 1, chúng tôi đã đến được văn phòng giao dịch Thái Thịnh của Vietcombank để rút tiền, dự tính là sẽ chuyển cho gia đình cụ Kinh. Tuy nhiên, khi đến đây thì phía Vietcombank trả lời cô Hạnh là hiện tài khoản nói trên đã bị phong tỏa nên không thể giao dịch như rút tiền được nữa. Ông Trịnh Bá Phương cho biết là khi đó Vietcombank không đưa ra bất cứ một giấy tờ nào liên quan đến quyết định phong tỏa của ngân hàng này. Vietcombank chỉ đưa ra bản sao kê với số tiền tổng cộng là 528.453.669 đồng từ gần 700 người. Thời gian qua đã gửi đến phúng viếng cụ Lê Đình Kinh. Ông cho biết thêm khi được thông báo như vậy, cô Hạnh cũng chất vấn phía Vietcombank, nói đây là việc hiếu, không vi phạm pháp luật và cũng không nhằm mục đích gì khác. Tuy nhiên, Vietcombank không nói rõ lý do phong tỏa tài khoản mà chỉ trả lời quanh co và thông báo miệng là tài khoản đã bị phong tỏa mà thôi. Ông Phương cho biết là đã đăng công khai danh sách những người gửi tiền đến viếng cụ Kinh trong bản sao kê trên Facebook cá nhân. Đây hoàn toàn là số của nhiều người, không chỉ trong nước mà khắp mọi nơi trên thế giới. Họ đã theo dõi sự việc diễn ra, xót thương cho một cụ già 84 tuổi bị sát hại và muốn chia sẻ tấm lòng lên hương hồn của cụ Kinh. Họ viết nguyên văn khi chuyển tài khoản như thế này: xin được chia buồn với gia đình cụ, xin chia buồn một lão anh hùng. Ông Phương cũng cho biết là đã linh cảm thấy sẽ gặp rắc rối bởi trước đây tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, một nhà tranh đấu cho dân chủ, cũng từng bị phong tỏa tài khoản. Do vậy,
Trong khi bà Hạnh ra ngân hàng, ông đã làm việc với một số luật sư với dự định là sẽ chuyển toàn bộ số tiền phúng điếu để nhờ luật sư giữ hộ. Luật sư này cũng sẵn sàng viết cam kết giữ hộ và bàn giao cho gia đình bất cứ lúc nào gia đình cần. Sau khi làm việc với luật sư xong, tôi gọi cô Hạnh liên tục. Mãi sau tôi mới liên lạc được, mới biết cô Hạnh đang ở ngân hàng và tài sản đã bị phong tỏa, ông Phương nói. Không điều luật nào cấm người dân gửi tiền phúng viếng người đã khuất. Đây là hành vi vi phạm pháp luật của Vietcombank và của lực lượng đứng sau chỉ đạo vụ việc này, đó là công an. Chúng tôi đã công bố bản sao kê sao cho mọi người để đối chiếu và tham khảo một số luật sư để tiến hành thủ tục khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật nói trên của Vietcombank. Chúng tôi cũng yêu cầu và kêu gọi các tổ chức quốc tế gây sức ép để Vietcombank và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt những hành vi vi phạm pháp luật như trên, ông Phương nhấn mạnh. Blogger Huỳnh Ngọc Anh viết trên Facebook cá nhân: Do thúc bách từ bà con cả nước muốn đi dự đám tang và phúng điếu cho cụ Kinh nhưng bị nhà cầm quyền Cộng sản ngăn cấm. Cháu Trịnh Bé Phương, nông dân Dương Nội là con trai của cựu tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu đã đứng ra sẵn sàng nhận giúp tiền phúng điếu của bà con. Do tài khoản của cháu Phương bị đặt vào tình trạng nguy hiểm nên cháu nhờ gửi vào tài khoản Vietcombank của Nguyễn Thúy Hạnh. Chỉ sau 2 ngày công bố tài khoản nhận phúng điếu đến chiều ngày 14 tháng 1 thì thông báo ngưng, mà đã có 688 người gửi tiền đến phúng điếu đám tang của Kinh. Kể cả 2 ngày 15 và ngày 16 sau khi ngưng vẫn còn nhiều người gửi đến. Những người với những số tiền nhỏ bé từ 100.000 đồng lên đến 500.000, 1 triệu và lớn nhất là 20 triệu đồng của 688 người đã gom thành một khoản khá lớn là 528 triệu 453.669 đồng. Sau 8 ngày bị giam chặt tại nhà, đến sáng ngày 17 tháng 1, gia đình tôi mới được giải tỏa. Tôi đưa Nguyễn Thị Hạnh đến chi nhánh Vietcombank Trường Dương để rút tiền. Nhìn số tiền trong tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh, nhân viên giao dịch vào hỏi ý kiến của quản lý cấp trên rồi ra thông báo tài khoản đã bị phong tỏa. Nguyễn Thúy Hạnh truy hỏi lý do nhiều lần nhưng nhân viên không trả lời, chỉ cho biết bị phong tỏa nên không cho rút tiền. Quá trình này do đứng cạnh bên Nguyễn Thúy Hạnh nên tôi có ghi âm và hình ảnh lại đầy đủ. Nguyễn Thị Hạnh xin bảng sao kê rồi ra về và đang làm những thủ tục tiếp theo để khiếu kiện Vietcombank. 688 người gửi tiền phúng điếu khi được biết tin cũng đang làm thủ tục khiếu nại Vietcombank. Mạng xã hội hiện đang ồn ào bàn tán sự kiện này. Phong trào kêu gọi tẩy chay Vietcombank đã được nhanh chóng phát động và lan nhanh. Facebooker Đinh Thảo viết: Sự việc Vietcombank phong tỏa tài khoản của cô Nguyễn Thúy Hạnh khi nhận tiền phúng viếng cụ Lê Đình Kình mà không kèm theo bất cứ lời giải thích, Vietcombank đã không đặt sự an toàn tài chính của khách hàng lên hàng đầu và hành xử một cách tuyệt. Hành động này hoàn toàn trái pháp luật, trái đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong ngành ngân hàng. Không những thế, nó gây tổn thất tài sản cho khách hàng. Trong trường hợp nêu trên của cô Hạnh, tổn thất ở đây không chỉ là cá nhân cô, gia đình cụ Lê Đình Kình mà còn là toàn bộ những người đã gửi tiền đóng góp trong những ngày vừa qua. Những cá nhân liên quan hoàn toàn có thể khởi kiện Vietcombank vì hành vi sai trái này. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi Vietcombank nên nghĩ lại trên Facebook cá nhân. Có thể Vietcombank nghĩ rằng với vị thế là ngân hàng lớn nhất Việt Nam, rủi ro bị tẩy chay là không cao, nên mới sẵn sàng ra quyết định tệ hại như vậy. Song, có vài chuyện có thể Vietcombank chưa tính tới. Hiện nhà nước chỉ chiếm hơn 70% cổ phần của Vietcombank, còn lại thuộc về các cổ đông chiến lược quốc tế, trong đó có Mizuho Nhật Bản chiếm 15%. Trong khi đó, vụ việc trung tâm bắt đầu gây được sự chú ý của các tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế. Trước làn sóng dấy lên ào ạt phản đối kêu gọi tẩy chay Vietcombank vì đã phong tỏa tài khoản nhận tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình, Nguyễn Thị Hạnh mà không nêu rõ lý do, Bộ Công an nhanh chóng lên tiếng xác nhận ra lệnh phong tỏa tài khoản này vì lý do nhận tiền trợ giúp cho khủng bố. Động thái của Bộ Công an nhằm vào hai mục đích:
cứu vãn mạng cho Vietcombank và đe dọa trấn áp dư luận lên tiếng phản đối việc phong tỏa tài khoản này. Cụ Lê Đình Kình bị bắn chết tại giường ngủ có phải là khủng bố hay không? Tưởng cũng không cần nêu ra ở đây vì có hàng ngàn bài viết phân tích chí tình chí lý, những người am hiểu pháp luật trong và ngoài nước bênh vực cho cụ rồi. Ngay cả các cơ quan chức năng cũng chưa có kết luận rằng cụ Kình là khủng bố. Mà dù cụ Kình có những và áp đặt thì cụ cũng đã bị công an bắn chết cách sai pháp luật rồi. Đám tang cụ Lê Đình Kình diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2020 trong hoàn cảnh bị cô lập hoàn toàn. Những người đến cụ Lê Đình Kình trong đảng của cụ, những thân thuộc và bạn bè khắp nơi của cụ đã không đến được để dự tang lễ, đã không thể gửi tiền phúng điếu, là một tập tục theo đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Không phải tự ý cháu Trịnh Bá Phương, người con của gia đình gần là nạn nhân của bọn cướp đất Dương Nội, có mẹ đã hai lần đi tù vì dũng cảm đứng lên giữ đất, đứng ra nhận và giúp mọi người chuyển tiền phúng điếu đến đám tang, mà do thúc bách của hàng ngàn người dân có lòng thương tiếc cụ Lê Đình Kình nhưng không được đi viếng và không biết gửi tiền phúng điếu về đâu. Tài khoản Vietcombank của Nguyễn Thí Hạnh được mượn để đưa lên nhận tiền phúng điếu trong hai ngày 13 và 14 tháng 1. Chiều ngày 14 tháng 1, Nguyễn Thí Hạnh đã thông báo ngưng nhận tiền phúng điếu cho đến 12 giờ đêm ngày 14 tháng 1. Nhấn mạnh lại điều này để khẳng định tài khoản của Nguyễn Thí Hạnh chỉ nhằm mục đích nhận tiền phúng điếu cho tang lễ. Mọi bất ngờ cùng lẫn về sự biểu đạt lòng yêu mến của người dân đối với cụ Lê Đình Kình. Chỉ trong 2 ngày, tài khoản Vietcombank của Nguyễn Thí Hạnh nhận được số tiền phúng điếu lên hơn 500 triệu đồng, kèm theo những lời nhắn gửi kính mến tôn vinh cụ Lê Đình Kình như một bậc anh hùng. Cụ Lê Đình Kình, theo cá nhân tôi, xứng đáng đón nhận điều đó. Tuy nhiên, khi bà Nguyễn Thí Hạnh ra ngân hàng Vietcombank rút số tiền này để giao lại cho cháu Trịnh Bá Phương để cháu chuyển đến người thụ hưởng là bà quả phụ Lê Đình Kình trang trải chi phí đám ma và những khó khăn do chồng bị bắn chết. Hầu hết con cháu của cụ đã bị bắt giam, tài sản bị cướp sạch thì ngân hàng thông báo tài khoản bị phong tỏa mà không nêu lý do cũng như quyết định phong tỏa. Khi biết việc sai trái đó của Vietcombank đối với khách hàng, dư luận đã bùng nổ lên những phản đối chưa từng có đối với ngân hàng này. Nhiều lời kêu gọi tẩy chay nhiều khách hàng tự động tẩy chay và rút tiền khỏi tài khoản. Hoảng sợ trước làn sóng tẩy chay lan rộng với tốc độ quy mô lớn, kẻ xấu mặt đứng sau Vietcombank đành phải lộ diện. Bộ Công an thông qua Thứ trưởng Quang đã chiều tối ngày 17 tháng 1 phải đứng ra thừa nhận chính Bộ Công an đã ra lệnh phong tỏa tài khoản Vietcombank của bà Nguyễn Thí Hạnh với lý do tài khoản này đã nhận tiền từ nước ngoài tài trợ cho tổ chức khủng bố. Đồng thời, website Bộ Công an cũng đăng tải thông báo phong tỏa tài khoản với lý do như trên. Đây là hành vi vu khống trắng trợn của Bộ Công an đối với hai công dân Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thúy Hạnh, đồng thời cũng là hành vi vu khống đối với 700 công dân khác, trong đó có tôi, Huỳnh Ngọc Chênh, đã gửi tiền phúng điếu đến đám tang cụ Kình thông qua tài khoản Vietcombank của Nguyễn Thúy Hạnh. Bộ Công an đã xử lý truy tố bắt giam hàng ngàn cá nhân bị cho là có hành vi vu khống, kể cả vài cá nhân trên mạng xã hội nói vu vơ vài câu. Trong khi ngược lại, Bộ Công an tự cho mình có quyền vu khống bất cứ cá nhân bị pháp nhân nào mà họ muốn. Điều này đang thể hiện rất rõ qua lệnh phong tỏa tài khoản của công dân Nguyễn Thúy Hạnh. Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có phạm vi điều chỉnh với mọi cá nhân và pháp nhân trong toàn cõi Việt Nam. Bộ Công an cũng chỉ là một pháp nhân, không thể đứng trên luật pháp, muốn làm gì cũng được, muốn vu khống, bắt bớ hay bắn chết ai cũng được. Vì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như tuyên bố là nhà nước pháp quyền, chứ không phải là nhà nước công an trị. Bởi những lý do đó, bà Nguyễn Thúy Hạnh có thể sẽ tiến hành làm thủ tục pháp lý để đệ đơn kiện Bộ Công an về hành vi vu khống công dân và hành vi ra quyết định lạm quyền phong tỏa tài khoản Vietcombank của bà. Tôi, công dân Huỳnh Ngọc Chênh, gửi tiền phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình, người tôi mến mộ và thương xót, tài khoản Việt Thúy Hạnh.
Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.